Gì? Gì à? Bố tên gì? Tên gì? Mẹ tên gì? Chào An. Em tên gì? Hé anh, bà nội đâu? Bà nội em ở nhà. Bà nội làm nghề gì? Làm nghề thương em. Làm nghề thương em à? Sướng quá ấy. Thôi em đang ngồi để ăn phỏng vấn tí. Đấy, thế bây giờ em có muốn bố em thương em không? Số nói cái gì mà